Lựa chọn đường đi tới ưu dựa vào tham số ID và matrix trong giao thức định tuyến động RIP. Trên một router chúng ta có thể triển khai nhiều giao thức định tuyến động, chẳng hạn như là đứng tại router 1, chúng ta vừa triển khai giao thức định tuyến động là giao thức RIP và vừa triển khai giao thức định tuyến động là giao thức OFEF. Thì đối với giao thức RIP thì router 1 sẽ học được cái mạng 172.16 thông qua hướng DS1 gửi tới, còn đối với giao thức OFEF thì router 1 sẽ học được cái mạng 172.16 do thiết bị DS2 gửi tới. Theo quy ước của Cisco thì những cái rút mà học được từ giao thức RIP sẽ có AD là 120, còn những giao thức học được từ giao thức OFF sẽ có AD mặc định là 110. Thì giao thức nào mà có AD mà càng nhỏ thì giao thức đó càng tin cậy. Và những cái rút mà có AD thấp hơn sẽ được sử dụng trong suốt cái quá trình mà gửi dữ liệu tới mạng đích là 172.16.0.0-16. Tức là thông qua hướng DF2 để tới được cái mạng đích này thì thông thường là bản định tuyến của một router nó chỉ chứa những cái đường gọi là đường tốt nhất mà thôi do vậy mà đứng tại router một sau khi chúng ta thực hiện câu lệnh là, là sau ip root thì chúng ta chỉ thấy duy nhất một cái đường tới mạng đất 172.16.0.0/16 -16 là thông qua hướng DS2 với cái thông tin net hop là 192.168.2.1 mà thôi và nếu như cái kết nối trực tiếp giữa router R1 với thiết bị DS2 mà gặp sự cố thì lúc này là cái hướng mà thông qua giao thức RIP tức là DS1 sẽ ngay lập tức xuất hiện trong bản đường tuyến với cái địa chỉ IP là 172.16.0.0 sạc 16 thông qua nethop là 192.168.1.1 và nếu như trên cùng một cái hệ tầng mạng mà chúng ta chỉ triển khai duy nhất một cái giao thức điện tuyến động thì trong tình huống này đó chính là giao thức RIP thì lúc này router R1 nó sẽ chọn đường đi tốt nhất để đi được tới mạng 172.16.0.0 16 dựa vào một cái tham số gọi là matrix. Với nguyên tắc là đường nào mà có matrix thấp hơn thì đường đó sẽ tốt hơn. Thì ở đây mọi người có thể thấy là đứng tại Rata 1 có hai đường để đi đến mạng 172.16.0.0 sạc 16 Một là thông qua hướng DS1 với IP net hop là 192.168.1.1 Thì đường này có magic bằng 1 Còn nếu mà chúng ta đi có thông qua hướng DS2 thông qua net hop là 192.168.2.1 Thì đường này sẽ có magic là bằng 2 Thì thông thường là cái đường nào mà có magic thấp hơn thì đường đó sẽ là tốt nhất Do vậy mỗi lần mà chúng ta sâu bản định tuyến ra thì nó chỉ hiển thị cái đường nào mà có magic thấp hơn mà thôi và nếu như đường mà có metric nhỏ hơn mà gặp sự cố thì ngay lập tức là mọi người thấy cái đường mà có metric cao hơn lúc này sẽ xuất hiện trong bảng đường tiến và tất cả dữ liệu gửi tới mạng đất 172.16.0.0-16 sẽ đi thông qua hướng còn lại là DS2 với cái net hop là 192.168.2.1. Theo cơ chế hoạt động của giáo đất RIP thì con router của chúng ta nó sẽ quảng bá những cái thông tin mà nó biết trong bảng đường tiến cho router láng giềng cứ định kỳ 30 giây một lần. Cụ thể là router R1 cứ 30 giây một lần thì nó gửi cái thông tin về mạng 172.16.0.0 sạc 16 cho router láng giềng là router R2. Thì sau khi router R2 nó học được cái mạng này thì nó tiếp tục lan truyền tiếp qua cho router R3. Và khi mà router R3 nhận được cái bản tin định tuyến từ router R2 gửi qua thì nó sẽ cập nhật lại trong cái bản định tuyến của nó là cái đường đi tới mạng 172.16.0.0 sạc 16 thông qua giao thức RIP với cái magic là bằng 2 thì cái cách tính metric của giao thức rip đó chính là dựa vào hop cao tức là từ router R3 để đi được tới mạng 172.16.0.0/16 nó phải đi qua hai router đó chính là router R2 và router R1 thì mới tới được cái mạng đích là 172.16. ở thành ra là cái metric của chúng ta trong tình huống này sẽ bằng 2 và nếu như chúng ta triển khai thêm một cái đường kết nối trực tiếp giữa router r1 với r3 thì lúc này router r3 sẽ học được cái mạng 172.16.0.0/16 thông qua hai hướng hướng đầu tiên là thông qua r2 với magic là bằng 2 hướng thứ hai là thông qua trực tiếp là r1 với magic là bằng 1 thì nếu mà router r3 nó học được tới hai đường đi tới cùng một cái mặt đích thì nó sẽ quyết định xem là đường nào tốt hơn là dựa vào cái tham số magic thì theo nguyên tắc là cái đường nào một cái magic thấp hơn thì đường đó sẽ tốt hơn và là cái đường mà đi trực tiếp tới 172.16.0.0 sạc 16 thông qua hướng router R1 sẽ là đường tốt nhất bởi vì matrix của nó là bằng 1 nhỏ hơn so với đường qua hướng router R2 là bằng 2. Và là trong tình huống này thì đứng tại router R3, mọi gói tin mà gửi tới mạng 172.16.0.0 sạc 16 sẽ đi qua hướng router R1. Do cách tính magic của giao thức RIP là dựa vào hóc cao thành ra nó sẽ gây ra một số những cái tình huống bất cập. Chẳng hạn nếu mà cái đường ở phía dưới là có cái băng thông là 10 m trong khi cái đường ở phía trên lại có băng thông là 100 m Đối với quan điểm của giao thức RIP nó lại chọn đường dưới là đường tốt hơn. Như vậy nếu mà trên hạ tầng mạng của chúng ta có những cái đường liên kết mà băng thông không đồng nhất với nhau thì lúc này chúng ta không nên sử dụng giao thức RIP và đối với giao thức RIP thì người ta quy định là cái giá trị metric tối đa chỉ là 16 mà thôi. Chẳng hạn như hiện nay là router R4 có đến 3 đường đi đến mạng 172.16.0.0 sạc 16. Thì lúc này nếu mà đi qua hướng router R1 thì có metric là bằng 2. Nếu mà đi qua hướng router R2 sẽ có metric là bằng 16. Và nếu mà đi qua hướng router R3 sẽ có metric là bằng 3. Thì trong tình huống này đường tốt nhất sẽ là đường qua hướng router R1. Và 100% dữ liệu mà gửi tới mạng 172.16.0.0 sạc 16 là sẽ đổ qua hướng router R1. Và nếu mà cái đường thông qua hướng router 1 mà gặp sự cố thì nó sẽ chọn cái đường tốt nhất tiếp theo là thông qua cái hướng router 3 Và nếu mà cái đường mà thông qua hướng router 3 mà gặp sự cố thì nó sẽ không bao giờ nó sử dụng cái đường nào mà có magic là bằng 16 để gửi dữ liệu tới mạng đích bởi vì đường này là có nguy cơ bị lúp. Thì theo cái cơ chế hoạt động của Do thức Clip thì đường nào mà có magic là 16 thì đường đó sẽ không thể đi đến được bởi vì đường này sẽ có nguy cơ bị lúp. Thì để hiểu hơn về vấn đề này chúng ta sẽ khảo sát cái uh, sơ đồ mạng mà có tính chất dự phòng như sau. Bốn router được kết nối với nhau theo dạng vòng. Chẳng dạ, hạn như router R1 sẽ quảng bá cái mạng 172.16.0.0 sạc 16 qua cho router R2 với magic là bằng 0 Bởi vì cái mạng này là đang kết nối trực tiếp tới router R1 Thì sau khi router R2 nó học được cái mạng này nó sẽ tiếp tục nó quảng bá cho router R3 với magic là bằng 1 R3 tiếp tục quảng bá cho router R4 với magic là bằng 2 Và R4 tiếp tục quảng bá ngược trở về cho router R1 với magic là bằng 3 và khi mà router R1 nó nhận được cái thông tin định tuyến từ router R4 gửi qua về cái mạng 172.16 thì lúc này nó sẽ không học cái mạng này vào bảng định tuyến bởi vì đứng ở quan điểm của router R1 thì cái mạng kết nối trực tiếp sẽ có ADR bằng 0, trong khi một cái mạng được quảng bá thông qua giao thức RIP thì sẽ có ID là 120, thành ra là nó sẽ ưu tiên nó sẽ sử dụng cái mạng nào mà có AD thấp hơn. Do vậy trong tình huống này R1 sẽ lờ đi cái thông tin định tuyến từ router R4 gửi qua về cái mạng 172.16.0.0/16. Tuy nhiên nếu mà cái kết nối trực tiếp từ router R1 tới cái mạng đất là 172.16.0.0 16 mà gặp sự cố thì lúc này ngay lập tức router R1 sẽ học cái thông tin về mạng đất 172.16.0.0 16 này thông qua hướng router R4 và lúc này nó tiếp tục nó quảng bá ngược trở về cho router R2 với cái metric chiếc là bằng 4 và R2 tiếp tục quảng bá cho router R3 với metric chiếc là bằng 5 cứ tương tự như vậy thì nó sẽ quảng bá lúc vòng như thế này cho đến khi mà giá trị tối đa là 16 mà thôi và người ta quy định là cái đường mà có mạng chiếc là 16 là cái đường mà không thể đi được tới cái mặt đích tức là khi mà router của chúng ta nó nhận được một cái bản tin gửi tới Avidis là 172.16.0.1 thì lúc này router R1 sẽ không bao giờ gửi cái bản tin này tới router R4 bởi vì nếu mà router R1 gửi cái bản tin này tới router R4 rồi sau đó router R4 tiếp tục gửi bản tin tới R3, R3 chuyển cho R2 R2 chuyển cho R1 rồi R1 tiếp tục chuyển cho R4 thì lúc này chắc chắn là mạng sẽ bị lúp đó là cái lý do mà JavaScript nó quy định cái con số magic tối đa chỉ là 16 mà thôi. Bởi vì theo tiêu chuẩn thiết kế của hệ thống mạng thì các connector khi mà được kết nối lần lượt với nhau sẽ không bao giờ vượt quá 16 thiết bị.